Kính chào tất cả quý vị. Tôi rất là vui mừng đêm hôm qua bay từ Hà Nội vào đây, mang một cái không khí lạnh của Hà Nội, để hy vọng là cho cái hội trường của chúng ta mát một chút xíu, để chúng ta có một cái tư thế mới. Và cái chủ đề hôm nay tôi chia sẻ đó là từ FPT đến Thái Hà Books, trải nghiệm mấy chục năm vừa qua và một vài cái suy nghĩ về trí tuệ kim cương. Tôi muốn dùng một cái từ ở đây ấy, tức là năm cái chữ S của mình. Việt Nam của mình có cái bản đồ hình chữ S, và tôi cũng có năm chữ S. Thì một trong chữ S rất là quan trọng mà tôi muốn nói ở đây ấy, đó là các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ là có một cái sức sáng tạo. Cái sáng tạo rất là quan trọng. Cái chữ S thứ hai đó là cái sứ mệnh của tôi, đó là sẻ chia. Và có lẽ là cái hạnh phúc lớn nhất con người không phải lúc nhận về, mà lúc mình cho đi. Mình càng cho đi bao nhiêu thì mình hạnh phúc bấy nhiêu. Và quý vị càng cho nhiều, quý vị càng nhận được nhiều. Đó là cái điểm rất là thú vị. Một cái niềm tự hào của tôi đó nữa là sách. Có khá nhiều sách. Tất nhiên là so với nhiều quý vị thì có thể là không nhiều, nhưng đối với tôi khoảng 4-5 ngàn cuốn sách. Khi mà tôi lang thang, các bạn quý vị biết là đến nay là 0.39. Thời gian tôi dành nhiều nhất hiện nay đó là cho các bạn trẻ, nhất là sinh viên. Sinh viên là một cái tương lai của chúng ta. Các bạn có một cái sức trẻ, các bạn có một cái đam mê, các bạn sẽ làm chủ tương lai. Hôm trước có nhiều phóng viên hỏi tôi là anh suy nghĩ gì về năm 2012, nhất là vừa rồi có những cái chuyện như là Steve Jobs ra đi. Thì tôi nói là Steve Jobs ra đi thì cũng rất là đáng tiếc. Thế nhưng chuyện Steve Jobs là chuyện của quá khứ, và thời của Microsoft và Apple cũng là thời của quá khứ. Mà bây giờ đến thời của những người khác, đó là thời của Google, thời của Facebook và thời của các bạn trẻ của chúng ta. Và cái mà tôi chờ mong lớn nhất hiện nay và của ngày hôm nay, đó là liệu ở Việt Nam chúng ta có một Mark Zuckerberg khác hay không, và liệu những bạn trẻ tầm tuổi dưới 30 có thể làm một cái gì đó mới cho đất nước Việt Nam của chúng ta hay không. Câu chuyện thứ nhất tôi muốn nói đây là năm 1995. Khi đó tôi ở nước ngoài về Việt Nam. Thì vì tôi cũng về FPT một cách rất là tình cờ, bởi vì khi đó lạ nước lạ cái về Việt Nam. Thực một anh bạn đang làm ở Vietcombank, chuẩn bị đi học về kiểm toán ở Pháp, và anh có mời đến một bữa ăn. Thế mà tình cờ ngồi với cùng một lãnh đạo của FPT lúc bây giờ, và tôi được rủ về FPT. Thì nói FPT là cái gì thì anh nói là FPT là công ty phát triển đầu tư công FPT. Lúc đó tôi chưa biết được gì cả. Và thế buộc thuộc cơ quan nào thì anh ấy nói là đây là thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường. Tôi nghe hỏi tiếp thì thấy ai là ông sếp ở đây, thì anh nói là anh Trương Du Bình, học Liên Xô về. Thì Trương Du Bình là ai? Con rể của Đại tướng Nguyễn Giáp. Và tôi bị cuốn hút bởi những cái trả lời đơn giản như vậy, và tôi quyết định theo cái anh lãnh đạo của FPT đó về trụ sở của FPT lúc bây giờ một IQ. Và ngay ngày hôm sau tôi đã phải đi làm và trở thành nhân viên của FPT từ năm 1995. Để sau đó là tôi làm việc tại đó là 12-13 năm trời. Suốt 12-13 năm thì có những cái thành công rất nhiều. Và suốt cuộc đời mình đến ngày hôm nay thì thành công cũng rất nhiều, và thất bại cũng khá lớn. Nhưng mà hình như là người ta hay nói về thành công nhiều thất bại. Nhưng hôm nay tôi muốn kể cho quý vị và tất cả các bạn ở đây, nhất là các bạn trẻ, một câu chuyện thất bại của mình. Đó là câu chuyện tôi nghĩ ra một cái là telemedicine. Rất tiếc là cái slide này chiếu slide cũ. Tôi đã update một cái slide mới, nhưng mà ban tổ chức lại không chiếu cái slide tôi vừa update xong, đúng slide cũ. Tôi có chụp ở đây một hình ảnh của cái bệnh viện hoàn toàn sụp đổ. Và trong con mắt của tôi sau nhiều năm nghiên cứu ấy, thì cách đây khoảng 10-15 năm, tôi cho là bệnh viện phải sụp đổ. Bởi vì tại sao? Vì trong khâu khám chữa bệnh ấy thì nó có 3 khâu. Một khâu mà Việt Nam chúng ta tập trung rất là nhiều, đó là khâu chữa bệnh. Cứ bị bệnh là chữa bệnh, cứ bị bệnh là bắt đầu khám bệnh và chữa bệnh. Còn không ai để ý hai cái khâu quan trọng, đó là khâu phòng ngừa để người ta không bị bệnh, và khâu thứ hai là chăm sóc người ta sau khi chữa bệnh để sau người ta không bị tái bệnh lại. Thế tôi mới vẽ được một hình ảnh đó, bệnh viện hoàn toàn sụp đổ. Và tôi làm cái dự án gọi FPT Telemedicine, là chăm sóc khỏe từ xa. Và trong hội nghị châu Á Thái Bình Dương tại Chiang Mai của Thái Lan, của cả châu Thái Bình Dương, thì tôi là người Việt Nam, hai người Việt Nam đi dự trình đó. Và tôi có một cái report ở đó, và tôi đã chứng minh rằng cái việc telemedicine là nhu cầu tất yếu. Và lúc bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi ở nhà thôi, có thể khám được bệnh, có thể chữa được bệnh, điều trị có là bệnh.
Và dĩ nhiên là tôi đã thành công ở cái nghĩa là ở Việt Nam có một cơ quan đầu tiên có một cái giấy phép của Bộ Y tế cấp cho để sử dụng cái dịch vụ FPT Telemedicine. Đấy là người là tôi làm ra. Thế nhưng mà và các chúng tôi nhập thiết bị y tế, tôi đi lang thang cả Mỹ, cả Úc, rồi cả Pháp, rồi sang Trung Quốc, rồi sang Israel để cuối cùng nhập thiết bị Aerotel về của Israel, rất thông minh, có những máy tự đo máu, tự đo nước tiểu, tự huyết áp, rồi đủ mọi thứ các chỉ số, và có trung tâm các bác sĩ ở đây. Thế nhưng mà cuối cùng đã thất bại. Thất bại bởi vì tại sao? Chính phủ Việt Nam cho phép, mọi thứ rất là tốt, nhưng mà kết luận ở đây là cần đúng lúc và đúng chỗ thì đi quá sớm. Đi quá sớm mà người Việt Nam chưa tin cậy vào cái dịch vụ là telemedicine. Ở Việt Nam là phải cả nhìn, sờ, gõ, nghe. Phải nhìn thấy, sờ, thấy, gõ, thấy, nghe, thấy được. Thế bắt đầu người ta mới tin. Còn từ xa là thông tin. Và cái dự án này đã bị thất bại. Thì nếu mà kể các cái thất bại của mình thì có lẽ là cái thất bại này. Thế còn thành công thì có lẽ một trong thành công mà tôi cảm thấy rất là vui, mặc dù mình đóng góp rất nhỏ thôi. Thì khi đó là FPT mà có một cái dự án là TTVN. Và cái mạng nội bộ lúc đầu thì tôi cũng cùng tham gia với Đình Anh. Và tôi phụ trách cái mục box tâm sự trong cái mục TTVN. Và sau này ra cái mạng trí tuệ Việt Nam Online. Và cuối cùng có VN Express của ngày hôm nay. Đi từ từng bước. Thì cái thành công mà mình đóng góp nhỏ nhỏ ban đầu, và còn rất nhiều cái thành công khác nữa. Nhưng mà tôi muốn nhấn sâu vào cái telemedicine là cái thất bại của cá nhân tôi. Và tôi muốn quý vị nhớ hộ của tôi một điểm rất quan trọng ở đây. Đó là cái gì cũng cần làm đúng lúc. Đi trước thời đại, nhiều khi anh sẽ chết. Mà đôi khi chết sắc tiết, chết không kịp ngáp. Và sẽ chết. Nhưng chủ tịch Sony có nói một câu rất hay. Đó là bất ngã 7 lần, đứng dậy 8 lần. Tại sao đứng dậy 8 lần mà không phải là 7 lần? Vì chính những cái thất bại như vậy sẽ giúp chúng ta vững bước hơn ở những bước tiếp theo. Quay lại câu chuyện trước năm 1975, thì tôi là một người sinh ra ở Thái Bình. Một gia đình tôi thoát chết. Bởi vì khi tôi sinh ra thì tôi đã bị chết. Và người ta ném tôi xuống nhà xác. Nhưng bố tôi thương tôi quá xuống nhà xác xem lại. Thì hóa ra tôi vẫn còn thoi thóp thở. Và ông cầm tôi về nuôi lại. Và nếu bố tôi không xuống nhà xác thăm tôi thì tôi không còn có trên cuộc đời này. Và chính vậy bao giờ tôi cảm ơn bố tôi, cảm ơn cuộc đời này. Vì nếu không có ngày hôm đó tình cờ bố tôi xuống thăm thì tôi không còn cơ hội đứng đây nói trước tất cả quý vị ở đây. Nhưng mà sinh ra vùng quê nghèo, thành là không bao giờ nghĩ đến cái chuyện mình được về Hà Nội từ tỉnh Thái Bình nghèo đói như vậy. Và chẳng may cũng tình cờ biết là Hà Nội người ta tổ chức thi một cái trường gọi là chuyên ngoại ngữ. Và tôi nộp đơn đi thi với mục đích đơn giản, bố tôi nói là cho con đi Hà Nội để biết thế nào là cầu Hồ Gươm, cho con đi Hà Nội để biết thế nào là cái cầu Long Biên. Thế mà có lẽ là người ta chấm nhầm điểm, người ta lấy vào chuyên ngữ lúc bây giờ là 7 điểm mà tôi đã được những 10 điểm rưỡi. Thế còn cuộc đời đổi thay khi mình chuyển từ vùng đất nghèo từ Thái Bình về đến thủ đô Hà Nội. Và dĩ nhiên là về Hà Nội thì tôi là học sinh học tốt nhất lớp và hai môn dưới điểm trung bình, và đáng nhẽ bị đuổi học nhưng tôi quyết tâm phải đổi đời bằng cách học giỏi, học thật giỏi. Và các quý vị đã biết là kỳ 2 đại học sinh trung bình, lên lớp 9 đại học sinh khá, lớp 10 đại học lực giỏi. Và thời của chúng tôi là thi đại học, mà nếu 14 điểm toán lý hóa thì vào đại học trong nước, còn trên 24, trên 21 điểm thì đi nước ngoài. Và tôi cũng là một lần nữa hình như người ta chấm nhầm điểm, tôi được 24 điểm rưỡi và được chọn đại học ở Liên Xô thời bấy giờ. Cái đấy là một cái mốc rất là quan trọng trước năm 1995. Thế và câu chuyện nó kéo theo tiếp, từ một cái người học yếu đến học bổng đến nước ngoài, từ câu chuyện một cậu bé nghèo kiếm được tiền và kiếm rất nhiều tiền. Khi mà người ta đang nói Adam Khu kiếm được 1 triệu đô lúc 26 tuổi thì thời của chúng tôi lúc bây giờ cũng tầm tuổi 20 của những năm 80-90 thế kỷ trước mà có những triệu đô đầu tiên lúc mình dưới 30 tuổi. Thì mà nghĩ lại có lẽ là mình cũng tự hào, và nghĩ lại có vẻ là mình cũng làm một cái gì đó đáng tự hào và chứng minh là người Việt Nam chúng ta có thể làm giàu được trước 30 tuổi có 1 triệu đô. Mà xin nhắc lại quý vị, trước những năm thế kỷ trước là những năm 80-90 thế kỷ trước thì 1 triệu đô lúc bây giờ vô cùng lớn. Bây giờ chắc nó phải bằng vài chục triệu đô bây giờ. Và tôi không bao giờ quên là lần đầu tiên trong đời khi mình có 100.000 đô, tôi đã ôm trọn 100.000 đô còn nguyên đai nguyên kiện, nó suốt đêm để ngủ, không ngủ một tí nào cả. Và lần đầu tiên tôi có 1 triệu đô tiền mặt, tôi có ôm nguyên 1 triệu đô tiền mặt, một tiền đô đó, bởi vì tôi biết rằng cả đời mình sau này không bao giờ mình có cơ hội ôm trọn 1 triệu đô trong tay để ngủ một đêm như thế cả. Nhưng mà kết luận thứ hai tôi nói với quý vị là gì? Nếu quý vị thật sự muốn, cả vũ trụ sẽ giúp quý vị thành công. Không có cái gì không làm được cả. Nhưng chúng ta không thành công bởi vì chúng ta chưa thật sự muốn. Chúng ta muốn nhưng chúng chưa thật sự muốn. Chúng ta chưa dám hy sinh.
chúng ta chưa hết mình. Thì đấy là một cái kết luận tôi muốn nói với quý vị. Trang thứ 3, tiếp theo. Câu chuyện 2007. Thì dĩ nhiên sau mấy chục năm làm việc tại FPT với thành công thất bại và lang thang 41 nước trên thế giới, thì tôi mới phát hiện ra rằng có một thứ tài sản duy nhất ở trên thế gian này bạn cho đi, bạn không mất đi, không ai cướp được của bạn được. Tôi nói ví dụ, quý vị có một cái biệt thự rất lớn, sóng thần qua một cát là mất ngay. Tôi có một anh bạn, tôi không tiện nói tên ở đây, anh đang là chủ sở hữu một hòn đảo rất lớn, nhưng sau đi thay đổi chế độ, hòn đảo bị quốc hữu hóa, anh mất cả một hòn đảo rất lớn. Quý vị có một tài sản rất lớn, cũng có thể thay đổi chế độ, quý vị không còn cái tài sản đó nữa. Quý vị có một cái cục vàng rất lớn, có thể cướp nó vào nó giết chết quý vị, và quý vị không còn cái đó nữa. Có thể. Nhưng mà có một cái loại tài sản duy nhất không ai cướp được của ta được, mà cho đi thì không bị mất đi mà lại được thêm, xài cả đời không hết, đó là tri thức. Chỉ có tri thức là một cái tài sản mà không ai cướp được của quý vị được. Mà tôi nói quý vị, nếu quý vị mà viết được một cuốn sách, viết được một tác phẩm, quý vị biết là theo luật bản quyền ấy, là quyền sở hữu của tác phẩm đó được có giá trị 50 năm sau khi tác giả chết đi. Tức là con quý vị, cháu quý vị, chắc quý vị còn tiếp tục được lĩnh tiền từ quý vị, mà không ai cướp được quý vị được. Mà chúng ta thường biết ấy, là giá trị vật chất là hữu hạn, còn giá trị tinh thần mới là vô hạn. Những cái tài sản và văn hóa về tinh thần nó mới được nhắc đi nhắc lại mãi mãi sau này. Còn tiền người ta chưa chắc đã nhớ được quý vị. Lắm tiền chưa chắc người ta nghĩ đấy. Và ngay cả tiền bạc quý vị đang có chưa chắc quý vị được giữ được. Và tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị ở đây, tiền bạc của quý vị, nếu quý vị có thậm chí rất nhiều tiền, nhưng nếu quý vị không theo luật nhân quả, không làm ăn một cách chính đáng, đấy là tiền quý vị giữ hộ vũ trụ. Vũ trụ sẽ đòi lại của quý vị, bởi vì đó không là trí tuệ của quý vị một cách thực thụ. Mà có những doanh nhân biết đâu nhá, tiền đi cướp thì sao, đi lừa thì sao, biết đâu. Nó có luật nhân quả của vũ trụ rất rõ. Và chính vì vậy tôi chọn cho mình một sứ mệnh là sẻ chia, đó là cho đi. Và xin nhắc quý vị ở đây là nền giáo dục, tôi bắt đầu với telemedicine và tôi chuyển đến một cái giáo dục thứ hai. Có hai nền giáo dục ở đây là nền giáo dục chính thống. Chúng ta học mẫu giáo, chúng ta học cấp 1, chúng ta học cấp 2, học cấp 3, học đại học, học thạc sĩ, học tiến sĩ. Đấy là giáo dục chính thống. Nhưng còn một nền giáo dục thứ hai nữa, đó là không chính thống. Mà cái nền giáo dục thứ hai này mới là quan trọng. Đó là gì? Đó tự học, tự đọc. Các lớp như thế này, training course, các lớp ngắn hạn, các việc tư vấn. Cái nền giáo dục không chính thống đó mới là quan trọng. Và tôi dành bao nhiêu năm nay để đơn giản để chia sẻ tất cả những gì mình tích góp từ trên 41 nước quốc gia, đi 17-18 năm sống ở nước ngoài, đọc hàng vạn cuốn sách bằng 4 ngoại ngữ để sẻ chia đi. Và riêng năm ngoái tôi đến 50 trường đại học, nói chuyện với tất cả trường đại học khắp cả nước, để nói chuyện với các em sinh viên thôi. 50 buổi, có những buổi khoảng gần 2.000 em đến nghe, có ít thì 200-300 em. Nhưng mà sẻ chia cái kiến thức và trí tuệ của mình đi, tôi thấy mình vô cùng sung sướng, vô cùng tuyệt vời. Và đấy là cái sứ mệnh của mình, đó là sẻ chia. Và kết luận tôi nói với quý vị là gì? Là phải cháy hết mình và tập mỗi ngày mỗi giờ để cháy, phải dùng cháy và cháy hết mình. Cho slide tiếp theo ạ. Quý vị nhìn thấy trên màn hình, đây là con người. Đây là ngũ hành có 5 cực, 1 và 2 cánh tay và chân, đây là ngũ hành. Nhưng mà quý vị nhìn trên CCIA ấy, thì khi mà xã hội là người còn phát triển chậm thì dùng 2 chân, nông nghiệp, agriculture là nông nghiệp. Chúng ta lao động bằng nông nghiệp, bằng tay chân. Và chúng ta nghèo đói, chúng ta thiếu thốn. Và nếu cứ lao động bằng chân này thì không bao giờ có kinh tế khá được. Lên tầng thứ hai là chữ tay, là tay. Đó là lên chuyển đến thời đại công nghiệp. Chúng ta công nghiệp, bản chất tay này là công nghiệp, bản chất máy móc là công nghiệp. Thì lên chữ giai đoạn thứ hai của xã hội phát triển, đó là chuyển đến chữ I là industry, là công nghiệp, là chuyển đến từ chân lên tay. Sang đến chữ C thứ ba là tầng thứ ba cao hơn, là bắt đầu không chân lên tay thì bắt đầu lên phần đầu, đó là communication, là truyền thông. Chúng ta dùng mắt, dùng tai, dùng mũi, dùng các bộ phận ở đây, từ mắt hết xuống. Và đấy nó là cái gì? Đấy là radio, đó là newspapers, báo, đài, tất cả các thứ như khác. Đấy là thế kỷ 19, thế kỷ 20. Còn thế kỷ 21 nó đã lên một chữ C khác nữa rồi. Một cái cục con bên phía trên này này, nặng có 2 kg thôi,
nặng có 2 kg thôi. Mà tôi xin thưa với quý vị, nếu quý vị dùng cái tất cả lao động quý vị mà từ cổ xuống đến chân ấy, thì cùng lắm ở Mỹ hay bất cứ nào họ trả cho quý vị tối đa 1 giờ lao động được 100 đô, không có chỗ nào trả cao hơn. 1 giờ lao động người ta trả chỉ trả 100 đô nếu quý vị dùng từ đây xuống đất. Còn cái cục con 2 kg này là vô biên. Một cái ví dụ chúng ta vừa xem rất rõ đó là Mark Zuckerberg, một cậu bé sinh viên không có tiền đi vay 1.000 đô đầu tiên để bây giờ anh trở thành một trong người giàu nhất thế giới. Và thời đại của Mark Zuckerberg sẽ thay thế Microsoft, sẽ thay thế, người ta sẽ quên những cái con tên như là Bill Gates đi, đã là quá khứ. Bill Gates bây giờ lại là học trò của Facebook. Thế và hôm nay tôi đến đây để hy vọng nhất vào cái thế hệ trẻ, liệu ở Việt Nam chúng ta có một Mark Zuckerberg hay không. Bởi vì tại sao? Đây là cơ hội ngàn vàng để chúng ta khai thác cái con này này, con bé xíu ở đây này, rất là quan trọng. Bởi vì tại sao? Nền kinh tế nó có 3 nền kinh tế. Nền kinh tế thứ nhất, lao động cơ bắp, chân tay đào xúc cuốc vào tay bằng chân, không bao giờ giàu được, vĩnh viễn không bao giờ giàu được. Còn nền kinh tế thứ hai, đó là nền kinh tế khai khoáng. Có những quốc gia đã có những sai lầm vô cùng to lớn, đó đào tài nguyên đi bán, đấy là một sai lầm. Nay mới hết tài nguyên thì sao? Còn có những quốc gia họ giữ tài nguyên đất nước của họ, họ không dùng một tí nào cả, họ đóng cửa tất cả kho tài nguyên. Nước Mỹ, cả Alaska rộng lớn như vậy, họ không khai thác một tí nào cả, họ để dành. Nhưng bây giờ đang dùng tài nguyên của tất cả nước khác. Nay mai hết rồi, họ bắt đầu khai thác của họ. Thì có những quốc gia lại có bao nhiêu cái gì mang bán đi hết, bán hết, bán hết, bán hết, đào tài nguyên đi bán. Có những doanh nhân rất giàu có bởi vì phá rừng, phá rừng để lấy gỗ đi bán đi. Nhưng mà theo luật nhân quả, nếu anh phá rừng, anh sẽ phải trả nghiệp. Trả nghiệp rất nặng. Nhưng rất may mắn cho doanh nhân phá rừng này đã đang trồng rừng. Tôi không nói Việt Nam, tôi nói chung tình hình thế giới. Bởi vì tại sao? Nó có luật nhân quả của nó. Và đây âm dương ngũ hành rất rõ. Và vấn đề chúng ta tài năng ấy không phải phá rừng, không phải đào tài nguyên để mà bán. Mà tài năng của chúng ta là dùng cái cục 2 kg này. Và tôi kỳ vọng vào các bạn trẻ, những là người nào mà lứa tuổi dưới 30. Tôi cần những người dưới 30. Và có cuốn sách đợt tới tôi xuất bản tôi rất thích, đó là Thịnh Vượng Tài Chính Tuổi 30. Tức làm sao bạn phải có tiền nhiều trước 30 tuổi. Và học của Zuckerberg đi, và học những bạn khác đi, giống như cái cuốn sách là Triệu Phú Đô La Tuổi Tin đấy. Người ta tuổi tin là từ 11 đến 19 mà người ta đã có triệu đô rồi. Còn tôi mới 27, 28 tuổi mà có triệu đô là vẫn là vớ vẩn. Còn các bậc thầy ở cuốn là Triệu Phú Đô La Tuổi Tin là tuổi 13, 15, 17 chúng ta đã có 1 triệu đô rồi. Thì tại sao chúng ta không có 1 triệu đô được dưới 20 tuổi? Tại sao? Mà trong khi tôi học ở Mỹ, học ở Anh, ở Pháp, ở Úc, ở Nga, người Việt Nam bao giờ cũng top 10 nước học giỏi nhất thế giới. Ngô Bảo Châu người nước nào? Phó Thủ tướng Đức người nước nào? Đặng Thái Sơn người nước nào? Toàn người Việt Nam ta cả. Thế tại sao lại chúng ta cái số lượng đó đang ít như vậy? Bởi vì chúng ta chưa biết khai thác trí tuệ. Xin cho slide tiếp theo ạ. Tôi nói với câu chuyện của ngành xuất bản và truyền thông. Nhiều người nói là thế tại sao ông Hùng ông lại nghỉ FPT để ông làm ra Thái Books? Tôi nhắc lại, sách là trí thức, sách là trí tuệ. Và tôi có một ông thầy vô cùng vô cùng vô cùng vĩ đại, đó là vua Minh Trị của nước Nhật. Tôi nghiên cứu ký ông vua này, và nước Nhật như ngày hôm nay là nhờ vua Minh Trị. Ông là người đã cho dịch tất cả những cuốn sách hay nhất của toàn thế giới ra tiếng Nhật, và ông giao cho toàn dân Nhật phải đọc. Giới khoa học phải đọc, giới doanh nhân phải đọc, giới trí thức phải đọc, nông dân cũng phải đọc, công nhân phải đọc, ai cũng phải đọc. Thế còn Việt Nam chúng ta thì sao? Tôi nghiên cứu 1 năm, người Việt Nam 1 năm đọc có hơn gần 3 cuốn sách một người, nhưng trong đó là hơn 2 cuốn là sách giáo khoa, là bắt buộc phải mua phải đọc. Quý vị cười như đấy là sự đau xót, bắt phải đọc hơn 2 cuốn. Còn mỗi người Việt Nam đọc thật 1 năm 0.7 cuốn sách. Thì nếu không đọc sách thì làm gì có tri thức? Thay vì bạn học đâu đó thì bạn đọc những người giỏi nhất thế giới. Tôi nói ví dụ như quý vị cần, hôm nay chúng ta nói rất nhiều về cái mảng bán lẻ, phân phối. Thế thì có cái ông giàu nhất thế giới không phải là Bill Gates, mà ông là Sam Walton. Ông Sam Walton có một cuốn là Bài Học Thương Trường từ Sam Walton. Không biết quý vị đọc chưa? Ông có 100 tỷ, nhưng mà gia đình nhà ông hiện nay là 5 người đứng trong list đấy. Thực ra ông cũng chẳng thích đâu, một mình ông đứng tên ở đấy. 5 người nhà ông Sam Walton, lúc nào top 20 người giàu nhất thế giới, nhà ông đóng ở đấy 5 người luôn.
Nhưng ông làm nghề gì? Ông bán lẻ. Ông mở ra bán lẻ Sam Walton. Thế thì muốn mở siêu thị, muốn mở chuỗi bán hàng thì đào học ai? Học Sam Walton. Rất đơn giản, hãy đọc đi, hãy làm theo đi. Mà chính Sam Walton nói một câu rất hay, ông nói là: tôi chẳng có gì đặc biệt cả, tôi làm như mọi người. Những điểm khác duy nhất mà tôi là không mọi người, đó là tôi làm tốt hơn. Tôi chỉ làm tốt hơn thôi, còn tôi làm như mọi người, tôi có khác gì đâu. Thế mà có tập đoàn con mắt như ngày hôm nay. Thế mà ở xã hội chúng ta hiện nay sách lậu rất nhiều, hàng lậu tràn lan và sách tràn lan. Những cái nguy hiểm của sách lậu hiện nay ấy, đó là cái kiến thức bị bóp méo. Tôi nói ví dụ, cái nguy hiểm của nó không phải đơn giản như cái áo lậu, cái quần lậu, đôi giày lậu không sao cả. Nhưng sách nó là tri thức. Sách lậu, ví dụ tôi, chúng tôi cuốn sách là tôi không nhớ mà cuốn của, có một cuốn sách thì tóm lại tác giả tôi tự nhiên tôi quên mất. Thì người ta làm lậu, người ta copy, người ta xào nấu, nội dung nó đâm sai đi. Sai nội dung này là chết, giết chết người và giết chết cả một thế hệ. Chứ không phải đơn giản là mua sách lậu lai đâu, vì nội dung bị bóp méo đi. Và tôi cũng phải nói thật là có những nhà biên soạn sách sai. Bởi vì anh tưởng anh giỏi biên soạn sách, còn Facebook là tôn trọng tác giả. Chúng tôi không xuất bản sách biên soạn, tác giả viết làm tôi dịch đúng là như thế. Còn biên soạn, liệu anh đã có đủ trình độ để biên soạn hay chưa? Hay biên soạn anh bóp méo nội dung rồi thì phải biến thành cái nội dung của mình. Thì đấy là tôi muốn nói ở đây. Và bảy, kết luận là lên 7 chữ T. Đã kinh doanh thì hai chữ T đều phải lý, đó là phải thực tế. Đã kinh doanh phải lắm tiền, là nhiều tiền. Hai chữ T tiếp theo là đã là người thì chúng ta phải tử tế. Hãy đối xử với nhau tử tế, hãy dùng tình người. Bởi vì tại sao? Rộng nhất thế gian này là đại dương, nhưng rộng hơn đại dương còn có bầu trời, mà rộng hơn bầu trời còn có lòng người. Lòng người rộng hơn cả vũ trụ này. Thế và cái vấn đề ở đây là sự tử tế rất là quan trọng. Còn làm sách, chúng tôi là xuất bản, chúng tôi làm giáo dục, thay đổi xã hội theo người, thì rất cần hai chữ khác là chữ tinh tế. Phải đúng, phải hay, nhưng phải tinh tế. Đấy là siêu hàng hóa, đấy là siêu kinh tế, đó là siêu tri thức. Thì không, những người làm sách bắt buộc phải dùng hai chữ tinh tế. Và cuối cùng là chữ tâm. Hãy sống và làm việc bằng cái tâm của chính mình. Cái tâm là cũng rất là quan trọng. Và cuối cùng, quý vị có thể nhìn tới hình ảnh, hôm nay tôi muốn mang đến một hình ảnh của mình khác với một doanh nhân như ở đây. Đó là tôi xuất gia làm nhà sư. Trước đó tôi đã dành mấy chục năm để nghiên cứu về vũ trụ, về loài người, về lịch sử, về tôn giáo. Nhưng mà tại sao có những Khương Tăng Hội, tại sao những người giàu nhất thế giới là cấp cô độc? Và tôi quyết định xuất gia làm nhà sư. Trước đó tôi gặp một loạt các bậc thầy khủng khiếp cho mình ở khắp thế giới và học, và tôi đã xuất gia trải nghiệm một nhà sư như thế nào. Và tôi đã phát hiện ở một điểm rằng next, là chúng ta là kết nối của vũ trụ, và mỗi chúng ta là một tiểu vũ trụ. Mỗi chúng ta là vũ trụ, một tiểu vũ trụ. Và vũ trụ nó mênh mông bát ngát, khủng khiếp rộng lớn. Mặt hệ mặt trời của chúng ta là quá nhỏ bé, trái đất cái là quá nhỏ bé nữa, Việt Nam là càng bé, và quý vị thì vô cùng nhỏ bé, và tôi cũng vậy. Nhưng chúng ta vĩ đại ở chỗ chúng ta là một tiểu vũ trụ. Chúng ta là một tiểu vũ trụ. Và quý vị đang ở đây. Trên slide tiếp theo ạ, cái phần bên dưới này này là cái tảng băng chìm. Đấy là tàng thức của quý vị. Còn phần bên trên nó là ý thức thôi. Cái tảng băng này trôi được ấy, không phải nhờ gió thổi bên trên, mà nó nhờ dòng nước chảy bên dưới. Dòng nước đây là gì? Là cái nghiệp của quý vị. Đó là cái tàng thức quý vị tích lũy hàng ngày hàng giờ. Chính vì vậy, xin slide tiếp theo ạ. Và câu cuối cùng, biết giờ tôi muốn nói là cái trí tuệ quan trọng nhất là trí tuệ kim cương. Trí tuệ kim cương ở chính trong chúng ta. Trí tuệ kim cương là chúng ta khám phá ra. Thì trí tuệ kim cương có bằng cách, tôi chỉ khuyên quý vị một điều thôi. Mỗi tháng quý vị cho tôi dành một ngày 30, không điện thoại, không máy tính, không tivi, không giao tiếp với ai cả. Hãy ngồi lắng mình xuống. Hãy lắng mình xuống để nghe tâm của mình. Hãy lắng mình xuống để hòa nhập mình với vũ trụ. Mà nếu quý vị có mặt ở đây mà quý vị biết, thì chúng ta có thực tập thiền, meditation, from medication to meditation. Và chính meditation thiền định giúp cho quý vị có trí tuệ. Và trí tuệ đó là trí tuệ kim cương. Xin cảm ơn và vô cùng biết ơn tất cả quý vị.